Tối 28 tháng 6, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị trực thuộc đã nhận thông báo về các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 do trại tạm giam Chí Hòa, Công an thành phố Hồ Chí Minh gửi đến. Cụ thể, trại tạm giam Chí Hòa ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, gồm ông VDT, cán bộ đội quản giáo số 1 đã có kết quả khẳng định, Ông VDS, cán bộ đội quản giáo số 1, test nhanh kết quả dương tính và đang chờ kết quả khẳng định. Bà DTNL, cán bộ đội tham mưu hậu cần, làm nhiệm vụ khám sàng lọc Covid-19 tại cổng trại tạm giam, có kết quả khẳng định. Nếu tiếp xúc gần với ba cán bộ chiến sĩ trên thì cán bộ Toán nhân dân thành phố, viện kiểm sát nhân dân thành phố cùng Toán nhân dân và viện kiểm sát nhân dân quận 3, quận 4, quận 5, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân tòa án nhân dân huyện nhà bè huyện bình chánh cũng như các luật sư cần liên hệ ngay với y tế địa phương để khai báo y tế theo quy định